theo chị thì cái trận đấu ngày hôm nay có tỷ số làm sao vậy? Em cũng dự đoán là 3-2, riêng về 3-1 thôi. Thì theo như mình được biết là trận đấu sẽ là một trận đấu rất là hay và sẽ có những khán giả một trận cầu rất đẹp mắt. Dù hồi xưa giờ mình đá sân ruộng không à? Cô giải chuyên nghiệp mình hơi bỡ ngỡ. Tin chắc là đội mình sẽ chiến thắng. Ok, cảm ơn. Chào phóng viên. Hôm nay em đại diện cho phóng viên của ban nên hỏi là cái chiến thuật của hôm nay anh đưa ra làm sao ạ? Chiến thuật thì đã có sẵn rồi, tất cả các anh em luyện tập đâu giờ đấy hết rồi. Thì những cái chiến thuật là khi nào ra sân nó sẽ có phát triển thôi. Cái vấn đề đó không nói được ha. Anh thông cảm giùm ha. Cái mà có một bài ha, có bộ bài 52 đá lá lận, chứ không phải là bài thường nữa. Mọi người cứ yên tâm, tới phút cuối tôi lật bài nữa, bài cuốn bát ra, dứt vậy thôi. Theo anh thì trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn theo hướng nào ạ? Diễn theo hai hướng. Đội mình tấn công thì hướng gì đó, còn đội bạn tấn công thì hướng gì bên đây. Nói chung là giao hữu cho vui thôi. Còn thắng thua không quan trọng. Không được thua. Ok anh, rồi cảm ơn anh, trận đấu bắt đầu rồi. Mấy con gì là quá khích thiệt chứ. Gì quá khích.
Phương Duyên ơi, mình sao hôm nay có cái gì bị chỉ đạo đó? Men mình bắt đầu hiệp 2 á. Hiện tại tỷ số là 2-0 đang nghiêng về bên BPM. Ban còn mình cố gắng lên, đừng thả lộ quá. Đừng có để sân nhà đá nha. Cố gắng nha. Bên thôi, bên đội bạn là xuống sức rồi đó. Nhiều và lấy nhiều khung cảnh. Ok đúng không? Chỗ này á. Anh là quý áp mà viên cá đi. Cho cái cá vô. Cho cá vô. Nặng quá. Nặng quá. Tiếp tục kiếm thôi đi. Rồi nhảy cái đi. Sao rồi? Cứ thẳng anh ơi, thẳng anh. Đây có rồi. Rồi, muốn hát đây không che luôn các bạn. Ta tình hình cũ đang phơi. Đang phơi, đang phơi. Không bị phơi vô thuốc á anh. Rồi. Cái đó đâu gặp chúng này nè. Chỗ nào? Đây là đâu đây nè. Ngay khớp, được rồi.
Tài ơi, Tài ơi, Tài có thời gian không Tài ơi, thời gian không Tài ơi, đúng không? Thời gian Tài ơi, 3 phút rồi, 3 phút rồi. Thời gian Tài ơi. Không giờ em 3 phút nha. Rồi rồi. Tài ơi, Tài ơi, thời gian cho Tài. Thời gian Tài ơi. Để đi chép bù thêm 5 phút nữa. Rồi rồi rồi. Đúng anh ơi. Rồi đá đi. Thôi bữa nay nó bị sao á mọi người ơi. Tỷ số là 4-1. Tỷ số là 4-1 nha mọi người ơi. Đây số 11 mới được ghi bàn. À. Hình như là đội chủ nhà cũng chưa có muốn dừng lại mọi người ơi, chưa có muốn dừng lại trận đấu này đâu, cho nên là khả năng là còn tỷ số tiếp. Sao lên, sao lên, sao lên. Tỷ số là 5-1. Tỷ số là 5-1. Máu đang rất là căng thẳng này. Anh tới phỏng vấn cầu thủ mà mình đã như một cái cú té hoặc là điều luyện em, nhưng do là thời gian nó gần hết rồi, cho nên em cũng phải tìm cách câu thêm miếng giờ để cho đội nhà bảo toàn chiến thắng. Nói chung thì cũng chấn thương cũng hơi đau, cho nên chiến qua cái nói chung những sức lượt về. Quá hay quá. Em thì cũng thấy là bên ban tuyệt vời.
hy vọng là lượt về mình sẽ cố gắng hơn. Dạ dạ cũng và cũng được cố gắng là mình chiến thắng ở lượt về ha. Đúng bán đó. Chúc anh may mắn. Còn nếu không ghi bàn anh nghĩ sao anh ghi bàn mà muốn gì liên hệ em để em ngay ấy cho. Sao bàn thắng cuối cùng anh ghi. Anh đó hả? Anh làm hát là tiếp vậy thì sao anh? Em thấy bảy rất là tốt, hẹn gặp lại các anh nhớ lần tới. Dạ ok. Quý Duyên ơi, hôm nay anh thấy như vậy sao anh? Hôm nay đã lúc đầu nói rồi, còn ngủ đi xa, mất sức, dạ. Chưa quen sân. Không dạ. Này nữa. Vậy có hẹn lại chẳng sao không anh? Đây đã trên độ cao 2000 mét nên nó bắt đầu. Là dạ. Phải mời bạn vô sân nhà mình. Rồi ok anh. Rồi anh là cầu thủ là phát chít, anh thấy cái trận đấu hôm nay nó như thế nào anh? Thực ra hôm nay trận đấu hôm nay là cân sức cân tài, tuy nhiên rằng là trong cái quá trình mà di chuyển từ bên chỗ nước của mình mà sang bên nước bạn, cái đường dài nó đường nó quá xa, nó sốc quá nên là anh em hơi bị mệt. Đồng thời rằng là anh em cũng đã cố gắng hết sức và đã cống hiến một cái trận bóng rất là hoành tráng và rất là khốc liệt để cho khán giả có một cái trận bóng rất là hay. Dạ rồi, giờ hẹn ở lượt về anh. Bây giờ cũng hẹn một cái lượt về á, mình sẽ chiến đấu và sẽ hay hơn ngày hôm nay. Dạ rồi, hay quá anh ơi. Đây anh cái pha bóng đó nó như thế nào vậy? Cái đó là lỗi thủ môn, lỗi kỹ thuật thôi. Thời tiết thì bình thường nha, không phải lý do thời tiết. Thì có thấy cũng hơi đổ mưa lâm râm thì sân cũng hơi trơn tí. Lỗi kỹ thuật đúng không? Xin lỗi cổ động viên. Chương trình bình luận của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo 2023. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng